Sáng nay tại Bình Dương, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống 17 tháng 4 năm 1979, 17 tháng 4 năm 2024. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Cục Kỹ thuật cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của ngành. 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật nghiên cứu và đưa vào huấn luyện, giúp quân đoàn tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đoàn 4 anh hùng.